Hồ Ngọc Hà từng tuyên bố hôn ai nấy giữ, nay quay lại trách ngược cộng đồng mạng, hiểu lầm thì nhanh lắm. Sau màn lên tiếng nói đỡ cho trò cưng Lâm Châu, mới đây Hồ Ngọc Hà tiếp tục có động thái đăng đàn trách móc cộng đồng mạng hiểu lầm gà chiến đội mình. Phát ngôn của nữ ca sĩ đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Giữa hôm nào của học trò cưng là người mẫu Lâm Châu, chiều ngày 10 tháng 10, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý về hai chữ lắng nghe và thấu hiểu. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, lắng nghe và thấu hiểu phải công nhận càng sống càng thấm. Nói thì dễ, lắng nghe được mới khó. Hiểu lầm thì nhanh, mà để thấu hiểu phải mất thời gian. Và càng lớn, chắc chắn mình càng thích tìm hiểu và lắng nghe đối phương, vì mình tin rằng ai cũng muốn được nói và ai cũng muốn được người khác hiểu mình. Đây được cho là động thái đầu tiên của Hồ Ngọc Hà sau khi cô lên tiếng bênh vực trò cưng là người mẫu Lâm Châu khi nữ thí sinh gây tranh cãi về thái độ khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ mong muốn khán giả có thể bỏ qua cho Lâm Châu lại càng khiến cư dân mạng trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Bởi những biểu cảm, cách phát ngôn của nữ người mẫu này khiến nhiều khán giả cảm giác Lâm Châu chưa thật sự tôn trọng các đàn chị, những bậc tiền bối trong chương trình. Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã có động thái đăng tải bài viết khá dài, chia sẻ về lỗi lầm của trò cưng Lâm Châu. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ, 20 tuổi, vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ, vấn đề là Châu luôn biết lắng nghe, học nhanh và có sự sắc bén. Mặt Châu cũng như mình, nhìn thôi đôi khi cũng thấy ghét kiểu thói quen, chỉ cho đến khi có chút trải nghiệm, lớn tí mới biết điều khiển cơ mặt cho bị ghét ít hơn, còn cách nói chuyện là sau chuyện này chắc chắn tỉnh giấc được luôn rồi. Châu đã khóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng, và chắc chắn Châu đang lớn hơn, bằng chứng là em ấy đã biết nói lời xin lỗi rất thật và gửi mình coi, mình bảo em đang đi vì có sai, có sửa. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết, nếu như học trò có thái độ bề trên, chưa thành sao đã lấp lánh, thì Lâm Châu đã rời khỏi chương trình từ rất sớm. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời khuyên đến học trò cưng. Bản lĩnh là khi mình chiến thắng, mình vẫn nhẹ nhàng với xung quanh, khiêm tốn với mọi người, vì có lúc mình sẽ thua thúi đầu. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán về việc Hồ Ngọc Hà lên tiếng ủng hộ Lâm Châu. Em luôn ủng hộ chị, nhưng Châu thì không bao giờ vì thái độ đã rõ ràng như vậy rồi. Thương chị Hà, nhưng em xin lỗi, em chọn lý trí. Nếu biết lỗi thật thì mừng quá, nhưng khóa bình luận thì không phải là muốn nghe góp ý chân thành từ khán giả rồi. Ủng hộ chị Hà và tin tưởng những người mà chị Hà tin tưởng. Chị thật thông minh và khéo léo, quá ngưỡng mộ. Được biết, vào tối 9 tháng 10, Lâm Châu đã có động thái mới thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cô đăng tải bài viết dài lên tiếng xin lỗi. Xin chào mọi người, em Lâm Châu đây. Những ngày qua có lẽ em đã khiến cho tất cả những người yêu thương em phải trăn trở và buồn lòng rất nhiều. Em cũng vậy, em thật sự muốn gửi đến tất cả mọi người lời xin lỗi chân thành và sâu sắc sau những thiếu sót em gây ra. Thành viên team Hồ Ngọc Hà còn gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Pông Chuẩn, Supermentor Hương Giang. Em xin lỗi chị Pông Chuẩn, trong lúc đó em thực sự đã quá run nên không để ý đến từng chữ trong câu. Em xin lỗi chị Hương Giang vì đã gọi tên team Hương Giang. Em nghĩ mình đang gọi như một tên riêng đặc trưng của team chứ không cố ý không tôn trọng chị. Ngay dưới bài đăng, Pông Chuẩn, thành viên team Lan Khuê cũng lên tiếng về ồn ào của Lâm Châu. Cô chia sẻ đoạn tin nhắn Lâm Châu gửi cho mình ngay sau tập 9 được phát sóng và ủng hộ đàn em. Hãy coi nó là một bài học và mạnh mẽ lên nhé. Chỉ còn một đêm chung kết thôi nên hãy hết mình một lần nữa để không phụ lòng mọi người nào. Thương bé cộng sự cuối cùng trong chương trình của chị và Giang. Trước đây, Lâm Châu từng bị chỉ trích vì thả tim vào bài đăng trên Lan Khuê Trip. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà quyết định im lặng và để người đẹp này tự xử lý vấn đề. Sau đó, cô nàng sinh năm 2003 đăng tải bài viết gửi lời xin lỗi đến đàn chị và nhận phần sai vì sử dụng mạng xã hội chưa đủ khéo léo.